Ngọc và Thế Anh kính chào quý chị và các bạn. Cảm ơn quý chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024 sẽ gửi đến quý chị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng không nhân dân. Ban tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi trực tuyến Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Các điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế khi mua thuốc ngoài bệnh viện. Khó khăn trong công tác kiểm tra trên thương mại điện tử. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều qua Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng không nhân dân. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý có 8 chương với 55 điều đã thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo khung pháp lý chung cho việc xây dựng, quy động, tổ chức hoạt động phòng không nhân dân. Thảo luận vấn đề quản lý phương tiện bay không người lái và phương tiện bay khác, đa số đại biểu nhất trí về việc phân định, phân cấp quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, song cần đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Ban tuyên giáo Trung ương vừa phát động cuộc thi trực tuyến Quân đội Nhân dân Việt Nam 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên, báocaoviên.vn. Hình thức thi là trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến có nội dung về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về Quân đội Nhân dân Việt Nam, chặng đường 80 năm vẻ vang xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 22 tháng 11 năm 2024 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024. Kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Công tác chuẩn bị cho dự án đường sắt tốc độ cao đã sẵn sàng để đảm bảo được nguồn lực về tài chính ở mức cao nhất theo lộ trình phê duyệt và tiến độ thực hiện theo đúng chủ trương nghị quyết 49 của Bộ Chính trị và nghị quyết Hội nghị Trung ương 10. Theo Bộ Tài chính, thời gian qua các bộ ngành đã phối hợp rất chặt chẽ và thống nhất đưa ra 3 nhóm giải pháp điều hành tổng thể và 4 nhóm phương pháp huy động nguồn lực. Trong đó, Bộ đã xây dựng kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm cho 3 giai đoạn đến năm 2035. Trên tinh thần chủ động, cân đối nguồn lực, tập trung ưu tiên, chỉ đầu tư phát triển, nhất là các dự án quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao, với tinh thần kết hợp cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, lấy ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chấp thuận điều chỉnh thời hạn sử dụng trên thẻ miễn phí xe buýt cho nhóm người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Theo đó, thẻ miễn phí không thời hạn được áp dụng cho người có công, người khuyết tật và người cao tuổi. Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng theo từng năm. Việc đăng ký cấp mới, cấp lại thẻ hỏng, gia hạn thẻ cũ được áp dụng theo hình thức trực tiếp, trực tuyến và điện tử. Với hình thức trực tiếp, người dân cần nộp hồ sơ tại các điểm bán vé. Sau đó, hồ sơ được chuyển đến Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội. Các điểm bán vé sẽ trả thẻ cho người dân đăng ký. Thưa quý vị, không phải tất cả các trường hợp mua thuốc, thiết bị y tế bên ngoài khi bệnh viện không cung cấp đủ đều được thanh toán trực tiếp. Đây là thông tin được Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế trên toàn quốc tại hội thảo phổ biến thông tư 22 quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh vừa được ban hành. Đại diện vụ bảo hiểm y tế cho biết, thông tư mới ban hành quy định cụ thể các trường hợp quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh chữa bệnh bao gồm thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thiết bị loại C hoặc D. Hiện các loại thuốc thiếu do cơ sở y tế không mua sắm cung ứng được hầu hết rơi vào nhóm thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung trên thị trường. Giải đáp về các thắc mắc của cơ sở y tế liên quan đến căn cứ để xác định giá thấp nhất của thuốc hoặc thuốc không có nhà thầu cung ứng thì có được kê cho bệnh nhân hay không, đại diện Bộ Y tế cho biết. Việc xác định cái giá thanh toán này là cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xác định, không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và nó căn cứ vào cái đơn giá, cái hóa đơn mua thuốc của người bệnh
đã nộp trong cái hồ sơ đề nghị thanh toán cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Và cơ quan bảo hiểm xã hội là người hoàn toàn có thể xác định được vào thời điểm đấy, vì toàn quốc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đã gửi dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế lên trên hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định trách nhiệm cung ứng thuốc, thiết bị y tế là của cơ sở y tế, phải bằng mọi cách cố gắng hết sức để mua sắm cho người bệnh. Khi không được nữa thì mới áp dụng thông tư. Thông tư này chỉ để giải quyết tình huống nhằm phần nào đó đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, bù đắp một phần chi phí cho người bệnh tự bỏ ra, chứ không phải đảm bảo toàn bộ. Đây mới chỉ là bước gỡ, là giải pháp tình thế trong giai đoạn ngắn. Chuyển sang các thông tin kinh tế. Thưa quý vị, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2024 này sẽ lần đầu tiên vượt mức 8 tỷ đô la Mỹ, đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu trên 3 tỷ đô la Mỹ. Hiện đang có khoảng 35 mặt hàng ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines. Trong 9 tháng năm nay, có 20 mặt hàng ngành hàng của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Philippines có mức tăng trưởng xuất khẩu dương so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có những mặt hàng có mức tăng trưởng cao như gạo, cà phê, hạt tiêu, phân bón các loại, sản phẩm từ sắt thép, điện thoại và linh kiện. Hiệp hội Rau quả Việt Nam dẫn số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, 9 tháng qua xuất khẩu cao của Việt Nam đạt 28,99 triệu đô la Mỹ, hơn 730 tỷ đồng. Trong đó thị trường Trung Quốc chiếm 27,34 triệu đô la Mỹ, tăng 12,66 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 9, Trung Quốc chi 7,5 triệu đô la Mỹ nhập loại quả này từ Việt Nam. Trước đó năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 5,13 triệu đô la Mỹ giá trị loại quả này sang Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam còn xuất khẩu cao sang các thị trường khác như Mỹ, Thái Lan, Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Singapore. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung Quốc ồ ạt mua cao từ Việt Nam do nguồn cung mặt hàng này tại đảo Hải Nam, nơi cung ứng từ 90 đến 99% sản lượng cao của nước này, bị thiếu hụt do bão. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, dự báo cả năm 2024 xuất khẩu cá tra sẽ cán mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu, đáng chú ý nhất là thị trường Iraq, khi 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang quốc gia này đạt 11 triệu đô la Mỹ, tăng 127% so với cùng kỳ. Đối với thị trường Hoa Kỳ, giá trị xuất khẩu đạt 256 triệu đô la Mỹ, tăng 24% so với cùng kỳ. Riêng thị trường lớn nhất là Trung Quốc lại có phần sụt giảm. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, nhu cầu từ các thị trường chính đang trên đà tăng trở lại và hy vọng sẽ bứt phá vào dịp cuối năm. Hiện thì cá tra đang được nuôi chủ yếu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 6.000 hectare và sản lượng trên 1,5 triệu tấn. Các doanh nghiệp của Việt Nam đã trúng thầu 3 lô với số lượng 85.000 tấn, chiếm tỷ lệ 17% trong gói thầu gạo, với số lượng khổng lồ 500.000 tấn của Indonesia. Trong đợt mở thầu lần này, Indonesia mua được gạo với giá tốt hơn khá nhiều so với những lần trước nhờ sự tham gia của Ấn Độ. Đối với Việt Nam, do nguồn cung hạn chế nên không có nhiều doanh nghiệp tham gia dự thầu. Kết quả thầu gạo lần này sẽ giúp ngăn giá gạo thế giới lao dốc sau khi Ấn Độ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo trắng non Basmati. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến trước khi có kết quả thầu gạo của Indonesia, giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 534 đô la Mỹ một tấn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là hoạt động sử dụng các trang mạng xã hội để đăng bán với hình ảnh chất lượng sản phẩm không như quảng cáo, địa điểm kinh doanh thì không rõ ràng, khiến cho các cơ quan chức năng rất khó xác định. Đây là 10.000 chai nước hoa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, trị giá hơn 1 tỷ đồng của một chủ trang tài khoản trên mạng xã hội được nhiều người theo dõi. Cục Nghiệp vụ Quản lý Thị trường đột xuất kiểm tra điểm chứa trữ hàng hóa của công ty nằm tại tầng 1 của một tòa chung cư ngoại thành thành phố Hà Nội trên một mặt sàn rộng khoảng 1.000 m². Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã thuê một gian hàng phía sau trụ sở làm việc của một công ty để cất giấu hàng hóa vi phạm. Khi mà chốt đơn thì chúng tôi không thể xác định được, vì thế mà chúng tôi sẽ xác định với các nền tảng thương mại điện tử tiếp theo, đó là Facebook và TikTok, để xác định được số lượng hàng hóa bán ra thực tế là bao nhiêu. Và chúng tôi cũng sẽ làm việc với các sàn
để liên quan đến cái việc mà tuyên truyền cho các cái TikToker để hiểu rõ được bản chất của hàng hóa và cũng hiểu biết thêm pháp luật. Còn đây là 10 tấn hàng hóa gồm quần áo, túi sách, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn. Bên cạnh khó khăn trong việc xác định địa điểm kinh doanh, thì hiện nay lực lượng chức năng cũng phải đối mặt với tình trạng các chủ thể hoạt động thương mại điện tử dễ dàng xóa dấu vết, cản trở việc thu thập chứng cứ khi vi phạm. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như là bên Lazada, bên Shopee, để có những cái hợp tác chặt chẽ đối với cái việc chia sẻ thông tin cũng như phối hợp kiểm tra xử lý các cái đối tượng vi phạm. Bản thân lực lượng quản lý thị trường chúng tôi đã phối hợp với các bộ ngành, các lực lượng chức năng tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn để nâng cao năng lực thực thi cho công chức. Bên cạnh việc quản lý các sàn giao dịch lớn gặp nhiều khó khăn, thì việc nhiều sàn thương mại xuyên biên giới nở rộ khiến cho công tác quản lý trở nên khó khăn. Điển hình như gần đây, sàn Temu mới vào Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi về tính pháp lý của nó. Thời gian gần đây, khoảng tháng 9, tháng 10 thì chúng ta cũng nhận thấy là một số những cái thông tin cũng rộ lên rằng là những cái sản phẩm, những cái hàng hóa mà từ các cái nền tảng xuyên biên giới như vậy nó đang tràn vào thị trường của Việt Nam. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cũng tích cực phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh. Chúng tôi làm sao để rà soát lại những cái tăng cường nhận thức của người tiêu dùng. Trong 9 tháng năm nay, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã phát hiện xử lý trên 2.000 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, xử phạt hành chính 35,4 tỷ đồng. Với trị giá hàng hóa vi phạm 29,4 tỷ đồng, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục ưu tiên phòng ngừa, giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất, chuyên đề, hậu kiểm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn tập trung, đưa các giải pháp về công nghệ áp dụng vào quá trình thực thi công vụ.